Đấy, con này nước nó bẩn như này. Ừ. Cái này như kiểu cái gì xét ở lốc máy ra. Không xúc lại là sửa, là sửa nó không có. Đàn này nó không có sửa. Kia Morning. Đi mùa đông như mấy ông nọ không nóng được luôn. Dành nước. Để nước vào. Này mà sao bật nó không có sưởi. Mình tắt cái dàn ở bên trong. Trong cái dàn sưởi. Con xe này khách hàng đổ cái nước lọc đâm ra là nó bị rỉ sét. Thế là nó không có, nó cái kiểu không có cái loại nước chuẩn của nó thì nó bị rỉ. Rỉ xong nó tắc vào cái dàn sưởi. Xong phát là lại có sửa ngay.